Rồi, chào tất cả anh em. Nay về tùm lum nha, không than có than tùm lum tà la. Anh em mua gì alo mô tô, nhắn tin trả lời, ủng hộ nha. Giá cả bình dân, hình thức thanh toán chuyển khoản đủ, anh em nhận hàng thanh toán phí ship. Những câu thần chú đó là nó đưa về cái nguyên tắc nha. Còn gì đẹp hơn hai tờ giấy 500. Rồi, đầu tiên bán sát nha, cây này cây 6403 nè, đầu là không có kẹt, đầu ngon, đầu Atalox nha, 13 ly, còn gì còn cụm búa cụm đồ gì đó nha. Rồi một cây cây vít cờ còn motor còn. Rồi, hai này anh em sẽ lấy gì thay phụ tùng ha. Đầu cứng nha, đầu cứng cụm búa đồ đầu cứng. Rồi lấy gì lấy hai cây để anh em với giá nhẹ nhàng ra đi 70 nha, 70.000 Việt Nam đồng, chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship. Rồi ok con dê nha, hai cây 70.000. Chị số 1 đi. Rồi số 1 70. Mười hai won hết nha, hai cây đi 12 won hết nha anh em nha. Số 1 70k. Rồi số 2 TD132 không than 14 qua nha, máy còn đẹp nha. Rồi đến máy đầu cổ bao 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 cứng, 1 2 3 quá đẹp cuộc tình. Quá đẹp chưa? Rồi. Số 1. Số 2 nha. Thân máy. Rồi cái tập chút anh để anh em làm việc. Quá sức tưởng tượng nói mình nói mạnh là mạnh nha. Anh em cứ tin tưởng những gì mình nói ra nha. Nó quá đẹp cũng tình, là quá đẹp cũng tình. Rồi em số 2 còn cao su đồ luôn, còn cây này không có cao su không, cây này còn cao su luôn. Rồi số 2 để anh em với giá ra đi là 950, máy đẹp nha, nó đẹp cũng là đẹp theo hàng bãi thôi, lượng đẹp nó 99,5% thì không có đường đó, nó là hàng bãi nguyên bản nha, dầu mỡ ngon lành. Rồi số 2 950. Anh em pin sạc alo nha, nhắn tin trả lời. Dây đeo có, móc treo. Anh em cần alo. Đó, hoặc là nhắn tin là mình có xin sở gì đó là mình ok cho anh em. Rồi, số 2 950. Số 3 cũng 132 luôn. Nha. Rồi, cái này chưa mài gọt đầu, rồi gọt cái đầu chân á, thường thường là gọt cái ngàm đi cho nó khỏi hở này nha, để mình gọt, anh em mua mình gọt cho. Máy sẵn đã chừa tóc ngọt rồi, 1 2 3 1 đèn lên, tắt đèn. Rồi đây nè, nó còn hở cái g này, đương nhiên lúc nào phải mài g này nha. Rồi đồng giá 950 để mình mài g này cho anh em, 950 đẹp, máy đẹp nha, riêng nguyên bản hết. Rồi mã số 3 950. Mã số 4. Thằng này là 137. Này cũng 137 nha.
Thằng này nó còn nó còn lắp chụp này nó mất lắp chụp, mà cái đó giải quan thằng ăn thua gì đâu, mình xài mà này mất tem TD137. Đầu bao lắc. Búa đập ầm ầm. Rồi. Mắc cái tem. Nha. Máy thì zin hết. Màu hình cao su cũng còn là liên lạc nha, máy cũng còn cứng đầu. Rồi. Để anh em có giá là 980.000 luôn. Số 4, 98. Này 137 còn tem, thiếu cái nắp chụp cao su. Cao su dạ quang không ảnh hưởng gì hết. Rồi, 9,5 luôn. Nhưng còn tem nha. Bàn phím đồ không rách. 4-5 cây cũng không rách cái nào hết. Dàn báo pin đồ ok hết. Nha. Bấm 3 giây lên đèn nha. Rồi, bấm 3 giây tắt đèn. 950. Mã này là mã số 5. D137 luôn hả? Ừ, 137 luôn. Số 5, 950. Cái số 4 chưa bấm đèn cho anh em coi. Cái số 4 nãy nè, chưa lên đèn. Rồi lên đèn, tắt đèn 3 giây. Nguồn bán mình nó rõ ràng cho anh em. Rồi 170. Đầu lắc nhẹ nhưng mà nó bị đũa nha. Để mình coi còn cái bạc nào. Cái bạc nó thay cái đầu rồi nè. Mà cái này không cần đâu, nó không over. Cho nên là anh em khỏi cần 170, 18 của anh không tha. Ha. Máy là full hết nha. Đèn lên. Tắt đèn. Tết máy. Quá lực. Rồi. Thân máy để anh em có giá 1,5 triệu. Mười tám của anh không tha. Số 6. 1,5 triệu. Số 7. 18 của anh không tha. 1,48. Màu vàng 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 bạc bạc à ha. Nha. 148D. Máy này gia ban hết á. Nguyên lô này gia ban hết. Rồi. Máy ok. Ba giây lên đèn, ba giây tắt đèn. Đầu cổ cứng. Tắt tắt chút. Nha. Nó có một thôi. Rồi đó rồi. Rồi. 148-18 của anh không tha. 1,250. Số 7. Số 8.
Boss 18V, một viên pin zin, một cái vỏ pin chết 2.5, 18V 2.5Ah. Pin này xe chết, tháo xe là còn mạch. Mạch này khá chết lắm, anh em về vô xe là uống thôi. Pin nhận sạc, sạc zin 220W nha, sạc zin nha, chứ không phải sạc lên kia. Lên xanh. Pin nó như thế này, gọi là pin móng ngựa, móng bò, móng trâu gì đó. Rồi, chớp nháy lại sạc đầy đứng. Rồi lâu lâu một chút. Rồi. Nói chung là nhận sạc. Boss đẹp. Boss chiến nè. Nè, 18V. Máy quá chiếc, im ru luôn nha. 18V, dòng có than nha, sản xuất 2018. Rồi vỏ xeo chết rồi, tháo xeo rồi, còn mạch anh em vừa thay xeo vô là hốt ha. Còn cái này là còn riêng nguyên bản. Anh em nghe tiếng im không? Mà vô búa nè. Rồi. Rồi một máy. Một pin, một vỏ pin, một sạc nha. Đây. Nó anh em vừa thay xeo cái trong này, thay xeo ra là hốt thôi. Đó, thay xeo là hốt thôi nha. Trong này còn mạch còn là đầy đủ hết. Nó cũng 2.5 luôn. Nguyên bên của nó hết á. Nha. Đó, nó nguyên bên của nó vậy đó. Đó. Rồi. Để anh em trọn bộ. Triệu mốt 5. Một pin và một vỏ pin và một sạc pin 220W. Chỉ mốt 50, sạc này 5 xị rồi nha, sạc này 5 xị rồi, zin 22. Rồi chỉ mốt 50, nguyên bộ số 8, chỉ mốt 50.000, có nghĩa là 1.150.000, chuyển khoản đủ anh em nhận hàng, thanh toán phí ship giúp mình. Ba chức năng không than, đời mới Bluetooth không than. Tiếng anh em nghe tiếng nghe thấy ghiền rồi nè. Đã không? Ba chức năng không thường, không búa. À, này băng quýt cho quên, nhầm nha. À, em sorry. Trượt đã. Trượt 1, trượt 2. Búa. Búa 1, búa 2. Đầu đã luôn. Nghe tiếng nó ghiền không? 18V không than Bluetooth nha. Màn hình còn dễ nhìn dễ ngó, đẹp. So với thằng bãi là đẹp. Rồi, pin bãi đóng, mạch zin nhận sạc zin. Pin chết còn siêu. Còn xeo còn mạch trong này nha. Báo trước là bắt đầu test cái sạc này. Test cái pin này, nhận sạc. Pin cái cục sạc đâu mà. Bấm tạm ngưng xíu đi. Cái cục sạc đi vô bị. Rồi.
sử dụng điện 100V nha. Rồi lên đèn. Cục nào sống đâu rồi. Cứ thử rồi biết. Cái này nó không có ăn điện. Nhiều nữa rồi. Đang dò pin. Rồi đang sạc nè, vậy nó đang sạc. À, rồi. Cục này tiêu. Cục chết, cục khó sống. Đang dò pin. Rồi, đưa luôn rồi. Nó dò tầng nào nó. Rồi, nó ra là hai đèn luôn rồi. Cục là tiêu rồi nha. Một cục tiêu, một cục không tiêu. Rồi, vậy đây, sạc nhớ sạc 110 nha. Chắc không phải của anh đâu, họ dừng lại để họ về điện thôi. Ừ. Của anh là họ vô rồi. Vô đây. Rồi. Tình hình đáng về. Nha. Một cuộc sống, một cuộc chết, còn xe, còn mạch. Cục kia nhận sạc, pin bãi đóng lại nha, cục trống là pin bãi đóng lại. Rồi trọn bộ này, đó. Không than, một pin một sạc. Rồi để anh em với giá 1.2 triệu. Hai pin đó. À, hai pin, một pin sống, pin chết. Rồi 1.2 triệu. Bộ là đấy không than. Rồi mày cứ để đó đi, nhắn số tài khoản qua, mở cửa đó. Rồi nhắn số tài khoản qua. Rồi đi đi. Anh có tài khoản không? Rồi con kia vô luôn. Rồi ấy giải quyết đây đặc biệt đây. Rồi. Bây giờ này. Rồi, chọn bộ nha, chọn bộ 1.2 triệu. Như vậy, 1.2 triệu. Sạc vào luôn, sạc 100V nha. Anh em sạc 22 là vừa cắm 22 là cháy cái rột quá. 110V. Rồi. Mã này là mã số 10. Số 9. Số 9 hả? 1.2 triệu. RYOB mà, đúng không? Ừ. Số 9. 1.2 triệu. Sạc 100V. Giá là quá bèo luôn nha. Bèo hơn cái bánh xèo nữa. Điều tốc auto là không, nó không tiếp nhận điều tốc nữa à, để anh để chức năng không auto là nó chức năng là điều tốc. Sử dụng pin là 18 được, 36 được, bốc khói nha, 14 được, 18 được, 36 được. Đây sử dụng pin 14 đó, anh em có sạc rồi thôi đó. Máy pin này pin 6.0 nha, pin 6.0 đấy. Rồi, máy với pin để anh em quá nhẹ nhàng luôn, 2.3 triệu. Pin 6 chấm, áp căng đều. Mã số 10. 2.3 triệu. Mười một. Quýt không than. À, viết cá thang. Đèn báo pin còn. Pin pin gì nãy nó mượn test nè, 2 chấm. Nhận sạc ok. Thân máy nha. 470.000. Mười bốn quên. Cá thang. Đầu cổ cứng. 11. 470.000. 12. Một khiếp 123. 23 122 gì đó.
Thằng thua 2, 6, 3, 2. Pin trượt. Pin rồi. Bán hàng dục của pin luôn rồi. Mấy đứa này giờ tới giờ cao điểm mới tới không à. Tao mắc của pin rồi. Dục đâu rồi? Cái đằng sau này phải không? Nặng nhau dữ vậy? Đây là còn nguyên đầu quýt nha. Anh em muốn chuyển đầu bộ lông thì cứ báo bộ lông 2 trong 1 á. Máy là ok. Đầu cứng. Không có lắc nha. Đồng tâm không? Chụp. Thăng máy 600. Mười hai. Anh em sử dụng pin 14 của anh được hết. Rồi 13 là một cái khoang ba chức năng của 12W của Nationa. Đây điện, điện 100W. Điều tóc đầy đủ hết. Búa phần thường cấp trượt. Trượt 1, trượt 2. Nha. Tiếng thắng nó vậy nha. Tiếng thắng là cá tải vô là đứng thôi. Đó. Rồi, thanh lý luôn nha. Ba chức năng, đầu độ ok hết, trượt trước đầy đủ hết. 3,5 thăng máy. 13, 3,5. 12, Wanationan. AGT 400. 13, 3,5. 14 là về một cái hàng Nhật nha, hàng bãi nha. Một cái ghi cái bán code để cái này để ra lấy. Pin là mình đổ lại pin li-ion cho anh em rồi nha. Anh em được cái xài thôi, 4/2. Mình xài thì xài ớn luôn, xài gãy tay luôn. Có sạc luôn cho anh em luôn, máy gồm có sạc luôn. Máy này Nhật hết à. Cái màu này anh em không biết rồi. Nhật luôn. Nha. Thằng này nó sử dụng là bằng phím Magentina nè. Xuất Nhật nè, ha. Magentina nè, cục pin, đó là cục pin thôi. Còn cái máy thì không có ghi. Lấy bãi zin luôn bãi luôn nha, bao zin luôn bãi luôn cho anh em luôn. Cục pin là Magentina. Đó, mình buôn bán mình có sao nói vậy để anh em xử lý. Này. Magentina nha. Đó, cục pin. Còn máy thì không có ghi. Nè, cách son như nè, Nhật nè. Bãi zin luôn nha. Về làm pin lại. Có sạc cho anh em luôn, cắm sạc cây, cắm điện 22 vô xài thôi. Rồi. À, mọi chức năng của nó. Là điều ok hết nha. Này là anh em, cái này là anh em có thể dặn chỉnh á. À, cái này nó là bằng phím cảm ứng. Này nó dọi lên trần được luôn nha. À, rồi bắt đầu anh em chỉnh như vậy được, chỉnh nhích nhẹ được ha. À, mà nhích nhẹ anh em cứ lắc thôi, chẳng sao hết. Còn cái này là tám mấy mươi độ gì đây, cái thước đo nằm dưới này nữa nè. À,
anh em biết à, nói chung là mình không có rành cái nghề này mà. Anh em biết à, nhưng mà biết là bắn cót bắn tia đó là 5 tia lận nha, 4 tia với lần tia mặt tiền nữa là 5 tia. Ừ. Rồi bắt đầu mở, đó là tia màu xanh. Đấy. Rồi, này nó lên tia chỗ nào rồi? Tia trước rồi, tia tia mặt tiền rồi. Nha, tia mặt tiền rồi. Đặt ở đây đây. Đó, anh em lại nghiêng là nó sẽ báo lỗi. Đó, nha. Rồi anh em lắng này. Hai tia. Ba tia nó bằng mà cảm ứng nha. Bốn tia. Năm tia ha. Ở chỗ này ấn gì nữa nè. Đó, anh em thấy trên trần nhà nó có luôn nha, tường là có hết, chỉnh tùm lum ra hết đấy nha. Nói chung là anh em biết mà, anh em nghề này anh biết là anh xài à, rồi tắt tắt bớt nè, rồi tắt là bớt bớt nè, tắt bớt nè, tắt bớt nè, tắt bớt nè, rồi còn cái lúc này là nó mãi mãi sẽ có tắt luôn nè, được luôn nè, tắt trên nè, cảm ứng trên nè ha. Lúc này là bắn dưới được, bắn trên trần là được hết nha. Đấy. Còn đây là anh em chỉnh nhẹ đó, chỉnh độ độ nhẹ gì đó biết này, cứ nói thí xác cho chúng chúng đặt đặt bây giờ gì biết sao nha. Đó. Thì nhưng mà nó nói trúng chứ phải nó đúng chứ phải nó sai nha, thì nó nhích nhẹ thì nó nhích nhẹ đó. Rồi còn gì nữa không, hết rồi, nói gì thôi, rồi pin cứ tháo ra đó, rồi sạc không ảnh hưởng tới máy, nhẹ nhàng thôi, bỏ túi sạc thôi đó. Rồi sáng mai cầm đi. Anh em mà tao có mượn của máy pin rời này nó chắc được nha, chứ không phải xài pin kia này nè, pin tiểu con ó hả, mình chưa tắt đó. Rồi tắt thì có bỏ pin vô không, ở pin vô nó không dậy hết, nó còn tắt rồi nha. Rồi giá nhẹ nhàng cho anh em đâu sớm rửa là pin rồi anh em ấy rồi nha. Rồi cái này thì nói chung là chất lượng luôn, bằng và bằng bằng phím nó là cảm ứng chứ không phải là nó cái nút bấm bụp 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 nha. Rồi sớm rửa luôn. Rồi số 14 650.000 này, chất lượng cho anh em luôn nha, lên lên trần được luôn, bắn lên trần được luôn, là nói chung này chất lượng, sau mình bán biết bao nhiêu cái tia là này chất lượng. Rồi một cái cưa kiếm 24 V là pin đang dùng 100 V này. Pin này là pin niken nha. Anh em việc có thay seal niken thì anh em xay, không thay seal niken anh em đóng lại 24 V. Đấy. Rồi, cộng trừ đâu? Cứ chọc thử đó. Này 24 quên test 18 quên nó không sao đâu. Chọc thí rồi. Rồi mà không có cái cây ấy rồi. Sắn nha, bao sắn. Bao sắn bao full. Bây giờ không phải có cái chọc vô, chọc cộng ghi đây rồi, trừ đi ghi đây rồi, cộng lớn này trừ đây. Cộng đây, trừ đây. Để mình dán vô cho anh em luôn. Còn anh em không tin tưởng thì test bây giờ luôn. Nhưng mà cái này cứ ghi gì chăng nữa, ghi gì phải ghi vậy thì cứ được bao nhiêu nó vướng nha. Thôi tháo cho an toàn này, có cái bút lấy cái bút xóa để mình ghi. Rồi cái sạc sạc cũng 100 V luôn nha, nguồn 100 V đúng rồi. Này bao sóng cho anh em bao full luôn, nó có chức năng là đá lửa đá đồ tùm lum, đây điều tóc đây nữa nha.
Cây này anh em làm cơ khí hoặc làm gỗ lớn thì cũng được hết, đầu cổ ngon lành hết, bao gắn lưỡi luôn. Nói chung là cái này là không không có bị hư gì hết. Còn anh em nào ấy thì Zalo rồi cục sạc này sạc 100W nha. Rồi pin ở đây nó không còn, anh em phải về thay xe. Còn à? Nó không nhận ha. Rồi cứ để thử một chút nữa coi, nó không nhận chớp nháy nè, không nhận. Cho nên là pin anh em về đóng lại ha. Sạc 100W, anh em sạc niken mua đóng lại niken vừa tháo ra đặt pin bút thôi. Rồi thân máy ngoài bỏ pin sạc nha. Rồi để anh em 3:30, anh em không tin chút mà tới Zalo, còn anh em tin thì cứ thốt mình nói là cây này là sống, nhưng mà thôi để tới Zalo cho yên tâm, để về anh em cứ chọc bậy kéo nguồn kéo rồi bậy vô nó chết nữa nha. Thủ hai cây sắt mình test ra, hai cây sắt mình chọt vô đâm vô mình test thôi, đơn giản mà. Rồi test nguồn nhẹ 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 nó cũng cháy cò rồi. Rồi 3:30, tất cả hình thức thanh toán là anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship 15. Mình bán theo giá có thang nha, còn nó không thang hay có thang thì mình không biết, nó thương hiệu từ Hiti rồi, gọi là bán giá có thang. Thang máy vỏ pin và sạc nha, 15, 3:30. Rồi hàng điện là điện 220W. Cây này là mới về luôn, hàng của nó là M8701, anh em đập hộp là mấy triệu. Nó ba chức năng, cái đảo chiều dinh nguyên bản điện 220W nha. Tem còn vẫn đọc được cái mã số của nó đây, nhưng mà nó cũng cày trụ hết rồi. Máy thì khỏi nó, dinh từ A tới Z luôn. Cho nó không ngậm. Rồi cho nó không ngậm. Nó không ngậm rồi. Ra có mũi lên sao á. Nói chung test máy trước hả? Rồi báo đây nó lên như vậy. Đó. Rồi thử test cái đợt tính sau. Ở đây điện 22 đổi điện nè. Dây điện rồi bài bản hết, dinh nguyên bản hết nha. Rồi tới máy này để nút gì đây, cứ để vậy đi. Đây 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 chúng ta đục nha. Quá đẹp luôn. À, ngậm rồi nè. Chắc nó lâu ngày à nè. Đó. Nó lâu ngày à. Chắc nó dơ cái đầu thôi chứ không gì hết. Đúng không? Hàng zin luôn, nghĩa là cái này là khỏi nói cho anh em luôn. Chức năng khoan búa. Khoan búa này nha. Đó. Đã
đảo chiều. Quá chiến là con búa đã tết con búa à. Đó, ngậm rồi nè, nó dơ phải để lâu ngày á, nó dinh quá dinh mà. Giờ ngậm rồi nè, con thường vẫn có điều tóc luôn. Nó vỗ mấy phát là nó ngậm liền gì đâu mà. Cái con búa này nó ngậm mũi rồi nhưng mà nó xây cốt. Xây cốt rồi. Anh em gì à? Nó xây cốt cái lực búa hay là do mũi do đòi gì đó, bên nhiêu mà quảng cáo đúng đúng sự thật đi. Còn anh em còn chỗ này gì nữa đây, một thông thường đục xây đục đứng mũi mấy ngon rồi cái đầu mà. Con búa này à, tuôn đầu hả? Tuôn đầu đục một cây mũi. Chứ đang bị lỗi cái đầu nha, đang tuôn đầu đục mạnh là tuôn đầu con cái chức năng con búa rồi nha. Mạnh vô là tuôn đầu nha, nó còn có búa nhưng mà đè xuống là nó sẽ quay đầu nha. Hay là cái gì đó anh em có biết, anh em có biết thì anh em lấy rồi. Cây này lẽ ra là 6.7 triệu á, để nửa giá cho anh em luôn, anh em về tự nghiên cứu nha. 9.5 triệu duyên 220 từ A đến Z thôi luôn, hàng là hàng đời cao, nó là M8701 rồi chứ không phải 2460 2465 gì nữa nha. Nhưng mà cái đầu thì mình test mình biết là nó đang xoay hay là chức năng nó không đè, nó tự vô, đôi khi nó còn trường hợp nữa hay là còn nó còn dặn gì nữa không, không biết. Nói chung là mà nói thế này mà còn vô mũi lại đó, nó vô được nó không hay là do mà vô chưa mũi chưa hết đó là chưa biết nha. Cho anh em biết thì mình để rễ rồi, nãy vô ngậm rồi giờ nó không ngậm đó. Đó. Hay là do đầu rồi thôi. Nói chung là cái này mình nghĩ là nó cũng không hư đâu, chẳng qua là mình không dám mở ra vệ sinh thôi nha. Rồi vậy đi, 9.5 triệu cây này mấy triệu quá nè, cái đầu không ngậm mũi mà đó. Cho nên nó mới tuôn được, nó mới tuôn được cái đầu để búa nữa tuôn ha. Rồi bán không hối hận nha, 9.5 triệu. Rồi. Là số 16. 16. 9.5 triệu. Mười bảy. Là một cái bu lông đầu 3/4 nha. Thanh lý nhẹ luôn. Cây này là anh em nói 5-7 triệu dân bình thường. Zin 220 nha. Nói chung hàng này là không có cái nào mà quán lại hết. Quán lại mình sẽ báo. Còn cái điện nè, chỉ có vô dây điện thôi, lựa còn cái điện dài nhất là vô cho anh em luôn nè. Zin điện 220 thương hiệu từ Makita, đầu 3/4. Cái này anh đập hộp lúa không à?
máy thì gọi nó đảo chiều lên xuống. Máy ok. Nha. Không tập quyền. Rồi, để anh em chiều tư luôn. Đầu 3 phần 4 zin nguyên bản hết. Zin mà từ ruột, từ gan, từ gì cũng zin luôn. 17. 17. Chiều tư. Mười tám là một cái chài nhám su nha. Ừ, nhám hình tam giác nè, nhám dán nè, ha, có cái gai gai như này nè, ịn vô nó phích tiền nó vậy nè, như gì nó vậy, thích anh em gì đổi phích tiền. Chứ còn à, cắm mình vẫn ok, còn dính nha. Trời, đã Vin 22 nha. Rồi. 300. Mười tám 300. Lấy hết. Mười chín là một cái nhám tăng. Anh em vừa đặt ở trên Lazada Shopee là mua cái bộ đế chân này nha. Cao su được còn liên lạc hết. Này gia ban sản xuất luôn. 9924DB. Rồi. Gia ban mấy triệu nha. Đây. Quay cái tim này. Rồi, margin gia ban. Dây nháp nó là 776 nhân 610 mm. Điện zin 230W. Nha. Nó tội vậy thôi. Để rẻ cho anh em về mua ấy là còn không có tự tự độ cũng được. Đó đơn giản mà. Rồi, vấn đề máy ngon không quan trọng là vấn đề quan trọng. Còn cái đó là đơn giản. Máy bé. Lửa chửi nha. Rồi, thu nhám tăng nhám đây nha. Anh em kéo ra. Thu vô, bỏ nhám xong kéo ra. Rồi, nói chung mấy cái đó anh em biết hết rồi. Đó là chỉ gì nữa. Rồi. Thanh lý luôn. Nha. Cái này anh em đập hộp thì cũng lúa không mà nói chừng nó đập hộp. Nói anh em bán lại cũng vậy. Cũng bèo lắm phải chịu 7 triệu 8. Rồi, chính trị. Đi luôn đi, cho nó hết đi. 19 900. Rồi, anh em mua gì ủng hộ nha. Máy có sao báo vậy. Đó. Nó ok, nó ok, lỗi gì nó báo lỗi đó. Ừ, cái nào ngon mà nó báo ngon rồi. Rồi, cảm ơn anh em ủng hộ. Bye bye, see you again. Chúc anh em may mắn và thành công.